Hello, chào tất cả các em. Chào team 2K3 của chúng mình Berlin nhá. Hello, chúng mình chào team 2K3 nhá. Chào 2K3. Chào team 2K3 của chúng mình nhá. Hôm nay chúng mình sẽ thực hiện cái buổi live ngày hôm nay để chữa tiếp về cái đề dự đoán để dự đoán học kỳ 2 số 02 dành cho team 11. Ok. Ở đây có bao nhiêu cháu thi xong rồi nhỉ? Ở đây các cháu đã thi xong chưa? Bao nhiêu cháu thi xong rồi chấm cho chúng mình xem. Bao nhiêu cháu mà chưa thi thì điểm danh cái ngày thi để chúng mình coi. Hello, chào cả nhà. Hello. Hello. Cả nhà cùng chào hỏi nhau cái nào. Hai k ba rồi, để xem 2K3 đâu. Hai k ba nhà chú Minh giờ mới mở cái điện thoại chú Minh vừa đi dạy về xong á, chưa ăn gì luôn, có mấy quả nho đói lắm. Mạng hơi loát, hơi chậm. Bật 4G. Chúng mình đang loát để xem tối nay tặng quà cho cháu nào đấy. Chúng mình chào 2K3 nhá. Hello, chào các cháu 2K3. Ăn quả nho một cái là thấy đời nó tươi sáng luôn. Cuộc đời nó trở lại mạnh mẽ luôn. Hello, chào tất cả các cháu 2K3 của chúng mình Berlin. Hello. Chào cháu 2K3 nhá. Đây, đây, đây. Nay chúng mình sẽ có cái buổi live stream để cho các cháu là dự đoán đề học kỳ 2 số 02. Thực ra thì cái việc mà dự đoán hay không ấy thì nó lại đúng một phần thôi, còn lại là chủ yếu là đây là chúng mình dạy chúng ta học nhá. Dạy chúng ta học để làm những cái câu mà rất dễ hay thi có bên trong đề thi, cũng như là nó sẽ có ở trong cái đề thi, cũng như là nó sẽ hay có ở bên trong những cái đề gọi là đề kiểm tra cuối năm học của các cháu. Bởi vì như chúng mình biết rằng là đa số các trường ấy, thì bây giờ là người ta sẽ là chủ yếu là thi những phần ăn côn thôi. Thế ở đây là bây giờ là chúng mình sẽ chữa và những phần ăn côn thôi. Đây, thế nên đây gọi là đề dự đoán học kỳ số 2. Thế là rất mong muốn là tất cả các cháu đã và đang theo dõi cái buổi học này thì giúp chúng mình là xem video livestream này lại về tường và tag giúp chúng mình tất cả những cái bạn mà sợ hóa ở trong vào đây ạ. Thay như là lời động viên chúng mình ạ và cảm ơn chúng mình những cái buổi học ạ. Hôm nay là live rất là xịn luôn. Ok. Hello, chào cả nhà. Cả nhà nghe rõ chúng mình nói không ạ? Chúng mình vẫn chưa vào được livestream. À, đây rồi. Hello, hello, hello. Đây là nhiều cháu chưa thi xong này, hôm nay học là đúng rồi.
Mày học là quá chuẩn bài luôn. Ok. Mày học quá hợp lý nhỉ? Có thế nhưng mà các cháu nhà chúng mình đi đâu hết rồi? Hai ca ba ơi. Hai ca ba ơi, ơi lên cái xem nào. Hai ca ba ơi. Hai ca ba ơi. Ok. Ơi. Hello, chào cả nhà hai các bạn. Hello, chào cả nhà hai các bạn. Hãy share video này lại bởi vì đây là một video free ạ. Hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này vậy ạ. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu nhé. Hai các bạn thích tặng quà gì? Thích tặng quà gì chúng mình tặng quà vẫn như cũ thôi ạ. 20 phút đầu tiên sẽ là à đâu nhầm 20 chúng mình sẽ có một món quà là 30 câu ancol hay thi. 30 câu ancol hay thi chúng mình mới làm đấy ạ. Chúng mình mới làm cái phần quà 30 câu ancol hay thi này để tặng riêng cho 2K3. Đây. Đấy, tặng riêng cho 2K3 30 câu ancol hay thi bởi vì bọn 2K3 nó hay hỏi chúng mình là về ancol lắm. Hello, chào Phạm Thị Điệp Oanh, chào Nguyễn Oanh, chào Nguyễn Trang, chào Văn Thiên Tùng, hello, chào Nguyễn Đức Hải. Hello, chào Thiên Bình, chào Nguyễn Đức Hải nhá. Hello, tặng 10 em điểm học kỳ học chữ binh này sẽ được 10, auto được 10 luôn. Hello, chào Phong Lê, chào Quý Vũ Công. Hello, chào cả nhà nhá. Ui, ui rồi cái nào xoay đúng mặt đây, cái này xoay đúng mặt mình. Nhìn cho đẹp, cho có vi like nhỉ. Hello, chào hai các bạn. Ok, chị sò rồi đó. À, 2K3 ơi thì thi học kỳ nó khá là khó môn hóa vậy thế nên là chúng mình sẽ có những buổi live stream để giúp đỡ cho 2K3. 2K3 nhớ chú ý lịch học nhá. 2K3 comment đáp án để chúng mình comment tặng quà nào. Ui. Chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu comment đầu tiên thôi ạ. Hello ạ, chào cả nhà. Đây rồi Huấn Nhi này. Huấn Nhi chưa xe ạ. Để điều kiện để nhận quà của chúng mình là bước 1 xe video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Chúng mình xin phép tặng quà cho 20 cháu đầu buổi học live ngày hôm nay ạ. Bước 1 là xe video live stream ạ. Bước 2 là comment đáp án ạ. Ok ạ. Hello chào Lê Kiều Mị. Lê Kiều Mị comment đáp án chưa? Đấy, Lê Kiều Mị đây. Lê Kiều Mị là chưa xem buổi live hôm nay. Lê Kiều Mị chưa xem buổi live hôm nay. À, hello chào Nguyễn Thị Thượng ạ. Nguyễn Thị Thượng xem nào. Bạn Thượng xem buổi live ngày hôm nay rồi đây. Gửi quà cho bạn Nguyễn Thị Thượng luôn. Đây, gửi quà bạn Nguyễn Thị Thượng. Ui, Nguyễn Thị Thượng mới có quà trong bộ kiến thức hôm nay. 30 câu ăn cô này thi các cháu nhìn nhận. Đấy. Bước 1 xe video live stream này về tường ạ. Bước 2 comment đáp án là ok. Hello chào Phạm Thị Dung. Phạm Thị Dung này. Xem xe chưa nào? Dung chưa xe rồi. Bước 1 xe video ạ. Tặng 10 điểm. Ok, chào Quyết Chiến nhá, chào Nguyễn Huy Phúc. Chào Nguyễn Thị Thiều Trang, chào Phạm Thùy Dung ạ. Hello chào tất cả các cháu. Đây, cháu này chưa xe chưa có quà. Hello chào cô Hoàng Huyền. Hello chào Thanh Xuân, hello chào Nguyễn Quỳnh Nguyễn. Nguyễn Thị Thượng xe video live stream chúng mình lại chưa? Nguyễn Thị Thượng xe rồi, ok. Gửi quà cho Nguyễn Thị Thượng nhá. Gửi quà cho Nguyễn Thị Thượng nhá. Hello, ok. Nguyễn Thị Thượng có quà rồi này. Quyết Chiến này. Chào Quyết Chiến nha. Quyết Chiến có quà chưa? Quyết Chiến có quà chưa? Hello chào Quyết Chiến. Quyết Chiến chưa xe. Quyết Chiến chưa xe chưa có quà. Hello chào Ngọc Trần ạ. Hello chào Ngọc Trần. Ngọc Trần xe với tôi livestream chúng mình chưa? Ngọc Trần xe rồi. Gửi quà cho Ngọc Trần luôn. Ngọc Trần. Ê. Ở đây là Ngọc học off đấy. Ở sao Ngọc Trần, sao Ngọc Trần nhà mình mà thầy lại chưa có kết bạn nhỉ? Ôi buồn đấy. Ad fan luôn, Ngọc Trần nhà mình đấy mà. Hello chào Ngọc Trần nhá. Chào Nguyễn Thị Thượng, Nguyễn Thượng có quà rồi, chào anh Thư ạ. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Đây anh Thư xe rồi. Anh Thư xe rồi nhưng mà chưa có gửi quà được cho anh Thư. Gửi luôn ở dưới phần comment anh Thư nhá. Bước 1 là xe video live stream ạ. Bước 2 comment đáp án của chúng mình ạ. Ok ạ. Hello chào Nguyễn Oanh. Chào cháu Nguyễn Oanh nhá. Nguyễn Anh xe chưa? Nguyễn Anh chưa xe video live stream rồi. Nguyễn Anh chưa xe chưa có quà. Chào Hưng Nguyễn. Hưng Nguyễn xe video live stream chúng mình chưa?
Hưng Nguyễn xe rồi, ok, gửi quà cho Hưng Nguyễn luôn này, gửi quà cho Hưng Nguyễn luôn này. À, Hưng Nguyễn là dân tộc offline của chúng mình. Bước một xe video live stream lại về tường nhá. Bước hai comment đáp án. Hello. Chào Khổng Quỳnh Nguyên. Khổng Quỳnh Nguyên xe chưa? Khổng Quỳnh Nguyên xe rồi. Ok, chúng mình tặng quà, chúng mình xin phép tặng quà thêm cho hai bạn nữa thôi. Hai bạn xe video live stream nữa thôi là được 20 bạn rồi. Ok, sau đó chúng mình sẽ tặng quà lại ở cái chỗ câu số. Sau đó chúng mình sẽ tặng quà ở lại cái câu số bao nhiêu ạ? Chúng mình sẽ tặng quà ở lại cái câu số 10 ạ. Ok, chúng ta sẽ có các mốc tặng quà là 10, 20, 30 và 40 ạ. Câu số 1 là tặng quà nhiều nhất là dành cho 10 cháu. Còn sang đến câu số 20 chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi. 30 cũng 10 cháu, 40 cũng chỉ 10 cháu thôi ạ. Ok, đây là quà 30 câu ăn cô hay thi ạ, cực kỳ hay thi ạ. Chúng mình biết là các cháu hay thi ở phần này nên chúng mình tặng quà các cháu phần này ạ. Ok, comment trước mà không có quà. Comment trước nhưng mà phải xe ạ. À đây xe rồi. Gửi quà luôn cho Hưng Nguyễn này. Hưng Nguyễn có quà đấy. Ok, đủ rồi nhá, thôi mình bắt đầu học các cháu nhá. Mình bắt đầu học nhá. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình comment đáp án và tag các bạn bị mất gốc của cháu sợ hóa vào đây ạ. Bởi vì ở đây chúng mình chống mất gốc hóa, chống liệt hóa. Ok, chính xác. Cái này ở lớp off. Chính xác. Cái này ở lớp off. Và lớp off chúng mình mới chữa đến câu số 20. Và bây giờ thì chúng mình chữa full nhá. Ok, sẵn sàng chưa? Chấm cái đi ạ. Chấm cái cho mạnh mẽ nào các cháu ơi. Chấm cái mạnh mẽ. Hãy share vì là học sinh chúng mình. Hãy tác vì để chúng mình độ môn hóa cho các cháu ạ. Ok, các cháu muốn độ môn hóa không ạ? Đây ạ, có chúng mình rồi ạ. Ok. Sao đâu thầy có bỏ qua em đâu, em phải comment đáp án. Ok. Đề dự đoán học kỳ 2 số 02, một trong số những đề cực kỳ chất của chúng mình ạ. Ok, hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn chúng ta chữa cái đề dự đoán học kỳ 2 số 02, một trong số những đề cực kỳ chất của chúng mình ạ. Trong này chúng mình đã tổng hợp rất nhiều câu mà dự đoán có thể khả năng có ở bên trong cái đề thi học kỳ 2 lớp 11 của các cháu chú ý nha. Câu số 1 ạ. Đề tham khảo lần 2 năm 2020 ạ. Chất nào sau đây có một liên kết 3 trong phân tử ạ? Chất nào sau đây có một liên kết 3 trong phân tử ạ? Metan ạ, CH4 toàn liên kết đơn ạ, vứt ạ. Ok chưa ạ? Ethylen ạ, CH2 nối đôi CH2 ạ, có một liên kết đôi ạ. Toang ạ, đúng không ạ? Acetylen ạ, acetyl là CH nối 3 CH có một liên kết 3, lấy luôn ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Rất là dễ thôi ạ. Phần này là phần mà cứu điểm mà. Phần này là phần chống liệt mà. Nên là rất là mong muốn các bạn đang theo dõi video này thì hãy giúp chú Binh là tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Ok ạ, video này là một video từ câu 1 đến câu 20 dành cho các bạn mất gốc ạ. Câu số 2 này, dẫn propin qua dung dịch HGSO4 ở ở cái câu cuối cùng của cái đề này thì có một cái câu ở câu dự đoán nhá, các cháu cần thuộc đáp án ở câu cuối cùng này thôi. Qua dung dịch HGSO4 trong môi trường H2O4 đun nóng đến 80 độ C thì thu được sản phẩm là gì? Thì đây chúng ta phải chú ý ạ, propin là cháu này ạ. HC nối 3 C CH3 cộng với lại HOH ạ, cộng HOH ạ. Thì ngay tức OH sẽ đính vào carbon chứa nối đôi để tạo thành HC nối đôi COH CH3 và cháu này không bền, ngay lập tức tạo thành CH3 C nối đôi O CH3. Và anh này gọi là gì ạ? CH3 C nối đôi O CH3 là aceton ạ. Aceton hay còn được viết là CH3COCH3. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Cả nhà ơi, hãy share video này bởi đây là một video free nhé. Và chú Minh chữa này có nhanh quá không ạ? Chú Minh chữa này các cháu có theo kịp không ạ? Thì comment xuống dưới để chúng mình biết nhé. Ok. Câu số 3 này. Khả năng thế và nhân nhân thơm của chúng là gì ạ? Đây, có nghĩa là đây là gọi là sắp xếp cái khả năng thế và nhân thơm ạ. Đề bài yêu cầu chúng ta là sắp xếp cái khả năng thế và nhân thơm theo cái khả năng là thế là giảm dần nhá. Thì các cháu chú ý này. Ở đây ạ, benzen ạ. Benzen là C6H6 ạ. Tôi yêu em ạ. C6H5CH3. Phenol ạ, C6H5OH. Thì cái chỗ này các cháu nhớ chúng mình nhá. Phê song nôn thì luôn luôn là thằng mà có khả năng thế cao nhất, bởi vì nó tác dụng với brom ở điều kiện thường các cháu ạ. Tác dụng với brom ở điều kiện thường, thế nên thằng này là sẽ có khả năng thế và nhân thơm là tốt nhất. Và là thằng phenol phải đứng đầu tiên ạ. Vậy loại thằng này, loại thằng này, loại thằng này. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là phenol, toluen và benzen ạ. Ok, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Ok, trong quá trình học bài thì chúng mình rất là yêu quý những bạn nào mà hay comment đáp án và share video live stream về tường. Chính vì vậy nên những bạn nào mà hay comment đáp án nhất liên tục ạ, để chúng mình thuộc tên ạ, và thì sẽ sang đến câu số 10 chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà cho những bạn đấy trước ạ. Thứ hai là những bạn nào mà share video live stream thì chúng mình sẽ kiểm tra và chúng mình sẽ tặng quà cho bạn đấy ạ. Ok ạ. Câu số 4 ạ. Câu số 4. Đun nóng ancol C4H9OH trong dung dịch H4 đặc 170 độ C thu được 3 anken.
Chú ý nhé, câu này cực kỳ hay thi ạ. Câu này thi rất rất nhiều và có rất rất nhiều trong các đề thi ở trên lớp của các cháu ạ. Thì các cháu chú ý nhé, chỉ có anh Butan hai ôn mới làm được điều này thôi ạ. Chúng mình viết cho cháu Butan hai ôn đây ạ. Chúng mình vừa mới chữa lớp off xong. Đây là cháu Butan hai ôn. Được chưa ạ? OH sẽ tách cùng với hydro của thằng carbon bên cạnh. Chúng mình chữa chậm cho các cháu nhìn nhá. OH tác dụng với hydro carbon, tách cùng với hydro carbon bên cạnh. Đây, chú ý chúng mình là H2SO4 170 độ C thì nó là tách nước ạ. OH này tách hydro carbon bên cạnh đầu tiên ạ. C nối đôi C gạch C gạch C ạ. Trường hợp số 2 là OH tách cùng hydro nối đôi bên cạnh này ạ. C gạch C nối đôi C gạch C ạ. Ok chưa ạ? Vậy là có hai đồng phân chứ làm gì có ba. Có ba đấy ạ. Anh này không có đồng phân hình học. Anh này cộng thêm một đồng phân hình học nữa. Vậy là có ba đồng phân. Được chưa? Vậy thu được ba anken nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là butan hai ôn. Ok, chúng mình chữa cực kỳ chậm cho các cháu hiểu bài không ạ? Hiểu bài thì comment đáp án để chúng mình biết nhá. Để chúng mình có thấy rất nhiều bạn comment đáp án C này. Ok, rất là tốt. Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang ủng hộ chúng mình. Mỗi lần các cháu comment đáp án là thay như một lời cảm ơn chúng mình để chúng mình có những cái buổi livestream hay là có những cái buổi mà học video chất lượng hơn dành cho các cháu ạ. Ok, sang câu số 5 ạ. Câu số 5 nào. Trường hợp hydrocarbon nào sau đây dùng để tạo ra polymer dùng để sản xuất cao su buna. Chúng mình dạy các cháu một cái mẹo nho nhỏ nhé. Chúng mình dạy các cháu một cái mẹo nho nhỏ để chúng ta hiểu bài này. Buna, buna nghe giống buta đi em. Đấy chưa? Vậy nó phải là bút. Vậy là nó phải là buta 1,3 đi em. Nhớ chưa? Bởi vì nó có từ bu ạ. Đây thằng này cũng có bu. Ok, hai đứa cùng là bu thì nó phải là anh em sinh đôi nhá. Buta 1,3 đi em phương trình thế nào ạ? Đây ạ. C nối đôi C gạch C nối đôi C ạ. Được chưa? Nhiệt độ áp suất xúc tác, nhiệt độ áp suất xúc tác. Vậy anh này sẽ tạo thành C gạch C nối đôi C gạch C ạ. Anh này tên gọi nó là gì ạ? Cao su buna. Từ butadien tạo thành cao su buna. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhé. Thế bây giờ chúng mình hỏi các cháu một tí ạ. Thế thì tạo thành cao su thiên nhiên là thằng nào ạ? Nào các bạn thử cùng comment xem nào. Nếu mà tạo thành cao su thiên nhiên là thằng nào? Xem bạn có nhớ không ạ? Người ta sẽ hỏi một trong hai thằng ạ, cao su buna hoặc là cao su thiên nhiên, nên là chúng ta cần phải nhớ nhé. Ok ạ. À, hãy comment để thể hiện mình là một người thông minh nào. Hãy tag những cái người mà em muốn độ vào trong cái buổi học ngày hôm nay để cho các bạn ấy biết là mình muốn được bạn ấy độ. Hãy share video này lại bởi vì đây là một video free ạ. Nào cũng comment chúng mình xem nào. Thế thì nếu bây giờ chúng mình muốn sản xuất cao su thiên nhiên thì chúng mình sử dụng thằng nào ạ? Ok. Muốn làm một cái cao su thiên nhiên thì mình cần sử dụng cái gì ạ? À, cao su thiên nhiên thì mình phải đi từ anh nào? Isoprene các cháu nhớ nhé. Cao su thiên nhiên là isoprene, còn cao su buna là butadien. Thế còn là cao su buna S thì là gì ạ? Cao su buna S thì là gì ạ? Cao su buna S là phản ứng đồng trùng hợp nhá. Cao su buna S là đồng trùng hợp của anh butadien và styren. Ok chưa? Đúng rồi, chính xác đấy, đúng rồi. Ok, sang câu số 6. Sang câu số 6 nhé. Câu 6 hay cực, thề luôn. Câu số 6 cực kỳ hay luôn. Nhiều cháu toang ở cái câu số 6 này lắm. Các cháu cùng quan sát nhé, chúng mình đấy nhá. Đây câu số 6 đấy ạ. Đốt cháy một món ăn côn. Ăn côn A chẳng biết nó là cháu nào ạ. Chẳng biết cháu nào ăn côn A đặt nó là CX HI OZ đi ạ. Được chưa? Thì cần dùng 11 mol này. Thì cần dùng 4 mol oxy. Sinh ra CO2 N mol H2O N mol. Thế vậy ở đây chúng ta nhìn thấy điều gì ạ? Ở đây chúng ta thấy một cái điều cực kỳ đặc biệt như sau, là ta thấy là N nước bằng NCO2. Ok ạ. Chúng ta thấy N nước bằng NCO2. Do N nước bằng NCO2 nên suy ra nó là ancol có một nối đôi CC. Được chưa? Ancol có một nối đôi CC, vậy thì chắc chắn cháu nó phải có dạng gì ạ? CKH2KOZ. Ok chưa? Nó là ancol chứa một nối đôi CC, CKH2KOZ. Thế vậy bây giờ chúng ta viết này. Ăn ethylene glycol nó là C2H6O2. Thằng này ăn côn no. Toàn đáp án A. Ok các cháu nhìn thấy không ạ? Propan 2 ôn C3H8O. Cháu này cũng ăn côn no ạ. Toàn tiếp ạ. Dạng của nó phải là CKH2KOZ cơ mà. Loại B. Ancol anilic. Đây ancol anilic là cháu này ạ. Ancol anilic đây. COH, chú Bình viết lại cái công thức phân tử của ancol anilic là C3H6O. Ok, ngon lành cành đào chưa ạ? CNH2NOZ nhá.
Vậy là C có khả năng cao là đúng nhất. Chúng ta phải xem D. D butan hai ôn C4H10O. Toang hoàn toàn luôn, không giống được này luôn. Loại nốt D. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Các cháu thấy dễ dàng không ạ? Chúng ta chỉ cần nhìn số mol nước và số mol CO2 là chúng ta đã có thể đại chọn được đáp án rồi. Thế nên đây mới gọi là một cái buổi là mà dạy các skill của chúng mình. Skill rất là dị để giải những câu dị. Đây là chúng ta dự đoán những câu dị có ở trong đề. Ok. Các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Ok, các cháu nhớ comment đáp án nhiệt tình nhá. Cái việc mà các cháu comment đáp án nhiệt tình là coi như một lời cảm ơn dành cho chúng mình để chúng mình có thể có những cái buổi livestream tiếp theo để dạy các cháu những buổi học sâu và chất hơn. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 7 ạ. Câu số 7. Kết luận nào đúng với styren ạ? Kết luận nào sau đây đúng với styren ạ? Styren là một anh hóa chất cực kỳ đặc biệt bởi vì nó là một trong số những anh ứng dụng khá là nhiều bởi vì nó có vòng benzen. Nó không chỉ có vòng benzen mà nó lại còn có nối đôi CC, nó rất là đặc biệt luôn ạ. Styren không thể là đồng đẳng của benzen ạ, bởi vì mọi đồng styren công thức phân tử của nó là C8H8 mà đồng đẳng của benzen thì công thức tổng quát của cháu nó phải là CnH2n trừ 6. Có nghĩa để là đồng bằng của benzen thì nó phải là gì ạ? C8H10 cơ ạ. Ok ạ, C8H10 cơ ạ. Đúng chưa? Vậy là loại ngay đáp án A. Styren là hydrocarbon không no, sai, nó có vòng không thể gọi là không no được ạ. Styren là đồng đẳng của ethylene, sai. Đồng đẳng của ethylene nó phải là CnH2n cơ ạ. Styren là CnHn loại ạ. Vậy ở đây chúng ta chỉ có nhận định đúng thôi. Styren là hydrocarbon thơm. Ok, đáp án đúng là đáp án C. Ok, có rất nhiều cháu không được học styren thì rất là tiếc ạ, đúng không ạ? Ok, sang câu số 8. Em ơi, câu số 8 dễ cực. Câu số 8 dễ lắm nhưng mà nhiều cháu nhìn lại tưởng khó cơ ạ. Đố cho cháu biết câu số 8 đáp án gì ạ? Cháu cùng comment đáp án cho câu số 8 đáp án gì ạ? Số 8 nhé. Số 8 nhìn tưởng khó nhưng mà làm lại cực kỳ dễ luôn ạ. Ok, uống miếng nước đã. Xem nào, số 8 đáp án gì ạ? Chất A có 6 nguyên tử carbon. Xem nào. Một liên kết 3, 3 nhóm metin. Liên kết 3 đuôi phải in, xem nhá, đáp án A nhá. Pentờ 1 in, pentờ 1 in, 2 metin. Hóa trị này, nhìn này. 1 2 3 4 5, 5 hóa trị làm gì có tồn tại chất này đâu, đúng không các cháu? Loại đáp án A. 4 metin pentờ 2 in. Pentờ 2 in 4 metin. Xem nhá, một liên kết 3 được. Được chưa? 6 nguyên tử carbon 1 2 3 4 5 6. 3 nhóm metin, đây CH3, đây CH3, đây H3C. Có vậy thỏa mãn đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò chẳng nhé. B bò, ok, đáp án câu số 8 là đáp án B bò. Chúng ta sang câu số 9 là sắp sang câu số 10 rồi. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Ok, câu số 9 ạ. C4H10O, C4H8O ạ. Rất nhiều cháu đọc 345 248 chọn đáp án B4 toang luôn ạ. Toang luôn ạ. Toang chặt luôn ạ. Các cháu nhìn kỹ chúng mình này, nhìn thật kỹ, mở to mắt ra nhìn này. Anh này có một nối đôi CC. Vậy ạ, đây ạ. C C C C một cháu nha. Mạch chính này. Đây mạch chính đây nữa này. Đây mạch chính đây nữa. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Ba mạch chính. Bây giờ là nhóm OH phải đính vào carbon. Thế thì các cháu lưu ý này, ancol thì OH phải đính vào carbon nào cơ ạ? OH phải đính vào carbon no. OH đính vào carbon không no là không bền nhá, chuyển thành chất khác nhá. Ok ạ. Đây đang có mấy bạn đang hỏi là thầy ơi mất gốc thì phải làm sao? Mất gốc thì học Chu Minh thôi. Đúng không ạ? Chu Minh đang có rất nhiều cái khóa học ưu đãi dành cho 2K3 nhá. Có khóa học nền tảng, có khóa học luyện đề, có khóa học luyện bài tập 2K3 nào mà muốn. Ok, chúng mình có rất nhiều khóa học dành cho các cháu, đúng không? Các cháu nào muốn là học khóa học của chúng mình thì ngay lập tức là inbox cho chúng mình ạ. Ok ạ. Ok, inbox chúng mình để đăng ký khóa học nhá. Ok, nào chúng ta tiếp tục nào. Anh này đánh số này. 1, 2, được chưa? 3, được chưa? 4, đúng không ạ? Ơ, nhiều đứa nó bảo 4 đấy thế ạ. Không được đính vào đây, đính đây nhá, không bền nhá. Đính đây với đính đây không bền nhá, đính đây không bền nhá. Đính đây giống nhau rồi, có 4. Thế sao vừa nãy chú Minh lại gạch 4 nhỉ? À, bởi vì làm sao ạ? Cháu này có đồng phân hình học đấy các cháu ạ. 4 cộng 1 bằng 5. Ok, vậy đáp án đúng chúng ta phải là B bò.
5 đồng phân ăn cơm mạch hở, các cháu chú ý nha. Chú ý chưa? Câu số 10. Phản ứng nào sau đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ạ? Phản ứng nào sau đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ạ? Ok, các cháu nhanh tay comment đáp án xem ạ. Và câu số 10 này hơi bị lạc lạc loài chút. Ok, chú Minh xin phép là chú Minh sẽ chữa câu số 10 trước rồi chú Minh sẽ tặng quà cho các cháu comment câu số 10 sau nhé. Nào, phản ứng nào sau đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm? Các cháu lưu ý styren C6H5 CH nối đôi CH2 cộng với lại brom thì nó tạo thành C6H5 CHBr CH2 Br, không làm thay đổi cấu tạo ạ. Tương tự toluen cộng KMrO4 thì nó tạo thành cháu này ạ, C6H5 COK, không làm thay đổi ạ. Không làm thay đổi ạ. Vậy làm thay đổi là cháu nào ạ? Xem nào. A không được, B không được rồi. Sang C với D xem nào. Toluen cộng brom ạ. Toluen cộng brom thì tạo thành gì ạ? Đây cháu toluen cộng brom ánh sáng thì cháu nó sẽ tạo thành cháu này ạ. Đây ạ. Vòng vẫn giữ nguyên ạ. CH2Br. Đây là phản ứng thế hydro carbon no nhé. Thế cuối cùng benzen cộng clo thì sao ạ? Benzen cộng clo cháu nó sẽ tạo thành cháu này. Đây là một phản ứng cộng ạ. Đây, 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 đây. Cl, 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 Cl. Cl. Cyclohexa. Cyclohexan. Đúng không chưa? Vậy thì hoàn toàn chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Tuyên dương tất cả các bạn comment đáp án C ạ. Trời ơi, dễ quá, đúng không ạ? Câu này nhiều bạn bị lừa lắm ạ. Bây giờ chúng mình xin phép, chúng mình sẽ đi tặng quà tất cả những cháu đã xem video live stream và comment đáp án câu số 10, nhưng chúng mình chỉ xin phép tặng quà 10 cháu thôi ạ. Ok ạ. Ok ạ, bạn Uyên Nhi. Bạn Uyên Nhi xe chưa? Uyên Nhi xe. Uyên Nhi xe video live stream chúng mình rồi. Gửi quà cho Uyên Nhi luôn. Nhá, bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là có quà luôn ạ. Ok ạ. Đấy, gửi quà cho Uyên Nhi này, Tăng Thị Hường này, ôi, toàn các bạn top fan của chúng mình luôn. Tăng Thị Hường đây, xe rồi. Đấy, các cháu nhớ nhá, những cháu nào mà muốn đăng ký cực kỳ đặc biệt, đang có ưu đãi cực kỳ đặc biệt dành cho 2K3 trước khi bước vào năm học. Cháu nào muốn đăng ký khóa học của chúng mình thì có thể inbox cho chúng mình hoặc inbox theo link ở trong cái buổi, trong cái video live stream này nhá, để mà được nhận ưu đãi của chúng mình sớm nhất. Ok ạ. Hello, chào cả nhà. Phần quà này đặc biệt chỉ dành cho những cái bạn nào mà xem video live stream của chúng mình thôi ạ. Là Lê Trinh này, có rồi, Tăng Thị Hường này. Hello, chào Tăng Thị Hường ạ. Tăng Thị Hường xe chưa? Tăng Thị Hường xe rồi, gửi quà. Chúng mình xin phép chỉ gửi quà cho 10 cháu thôi ạ. Tăng Thị Hường có quà rồi. Ok. Chúng mình xin phép chỉ gửi quà Nguyễn Vũ Thảo Vi này. Nguyễn Vũ Thảo Vi này, Nguyễn Vũ Thảo Vi chưa xe, chưa có quà. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Chúng mình tặng quà cho 10 cháu ạ. Nguyễn Vũ Thảo Vi này. Xe chưa? Nguyễn Vũ Thảo Vi xe rồi, có quà rồi. Ok. Bước 1 xe video Tuấn Anh này. Tuấn Anh, hello, chào Tuấn Anh. Tuấn Anh xe rồi. Đấy là còn tổ chức xem chung cơ, cảm ơn. Chúng mình quý nhất mấy cái cháu mà hay tổ chức xem chung ấy. Cực quý luôn. Gửi qua cho Tuấn Anh ạ, 30 câu ăn cô này thi ạ. Hello chào Tuấn Anh nhá. Hello chào Xuân Bình, top fan của chúng mình luôn ạ. Hello chào Xuân Bình, top fan chúng mình, Xuân Bình xe rồi. Gửi quà cho Xuân Bình ạ. Xuân Bình quê Thái Bình cùng quê chúng mình luôn. Gửi quà cho Xuân Bình luôn. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường nhá. Bước 2 comment đáp án. Và hãy xem video này bởi nó free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn của các cháu vào trong video live stream này ạ. Bởi vì làm sao ạ? Ở đây là 20 câu đầu là 20 câu chống mất gốc ạ. Ok ạ. Ok ạ. Đấy, thank you các cháu. Thu Hường này, Nguyễn Vũ Thảo Vi này, Nguyễn Vũ Thảo Vi, Nguyễn Vũ Thảo Vi chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Ok, mình chữa tiếp nha các cháu nha. Nào, mình chiến tiếp nào. Ok, mình chiến tiếp nha. Câu số 11. Câu số 11. Ủa, câu số 11 này căng. Câu số 11 này căng hơn cái dây đàn này các cháu ạ. Câu số 11. Nào các cháu cùng thử comment xem đáp án câu số 11 là gì. Cái này phải nhìn cái độ tinh mắt. Bởi vì ở đây đề bài hỏi chúng ta là đồng phân hình học. Thế thì đồng phân hình học thì chúng ta lưu ý là loại bỏ là nó đầu tiên phải có nối đôi đã. Cháu này không có nối đôi nên không có đồng phân hình học. Cháu này có nối đôi, cháu này có nối đôi, cháu này có nối đôi, cháu này có nối đôi và cháu này có nối đôi. Ok chưa? Thế thì tiếp tục là nối đôi ở đầu mạch thì là không có đồng phân hình học. Cháu này vứt không có đồng phân hình học. Được chưa? Cháu này vứt không có đồng phân hình học. Vậy mình chỉ có cháu nào thôi ạ? Mình nhìn nhá, cháu 1 và cháu 5 bị loại. Có một loại. Có 5 loại. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta còn cháu nào? Cháu 2 có không ạ? Cháu 2 chắc chắn có ạ, bởi vì cháu 2 dạng này ạ. C nối đôi C H CL H CL, chúng ta nhìn thấy cháu 2 có đúng không ạ? Vậy là 2 chắc chắn có, về loại nốt D ạ.
Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò các cháu nhé. Rất là dễ luôn ạ, cực kỳ dễ ạ. Đấy, các cháu thấy những cái chiêu, những cái skill của chú Vinh cực kỳ dễ ạ và làm cực kỳ nhanh. Các cháu chú ý rằng là khi mình làm, mình vừa kết hợp giữa việc là vừa để ý đến việc mà làm cho nó chuẩn, làm cho nó đúng, và chúng ta sẽ loại bỏ đáp án thì sẽ là đáp án nhanh nhất ạ. Ok, mình sang câu tiếp nhá. Câu số 12 nào. Câu số 12 nào. 0,7 gam một an ken x. 0,7 gam một an ken x có thể. An ken thì công thức tổng quát của an ken là gì ạ các cháu? Công thức tổng quát của an ken là gì ạ? Có bạn nào biết ở đây không ạ? Công thức tổng quát của an ken là gì? CnH2n đúng không? Có thể làm mất màu 16 gam dung dịch brom. Nhưng chú ý ở đây dung dịch brom là 16 gam dung dịch nhưng mà nồng độ 12,5% cơ. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được m chất tan sẽ bằng là 16 nhân với lại 0,125. Và hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được số mol ạ. Số mol của brom bằng bao nhiêu ạ? 16 nhân 0,125 được chưa ạ? Bằng này chia cho 160 ra là số mol 0,0125 ạ. Số mol brom bằng 0,0125 ạ. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta suy ngược lại được số mol anken bằng 0,0125 ạ. Ok, mà khối lượng anken ở đây là 0,7 gam. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối nhá. Phân tử khối trung bình của nó này, 12N cộng 2N là 14N. Đấy, chúng mình thấy có rất nhiều bạn comment đúng là CnH2N đấy. Nó bằng là 0,7 chia cho 0,0125 bằng 0,7 chia cho N bằng 56. 56. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N bằng 56 chia 14 thì bằng 4. 4 vậy thì nó là gì ạ? C4H8. C4H8 phải đáp án đúng chúng ta là đáp án A. C4H8 các cháu nhá. Dễ không ạ? Eo ơi, dễ thế, dễ như húp cháo ạ. Cực kỳ dễ ạ. Câu số 13 nào. Câu số 13. Chất X có công thức phân tử tên thay thế của X. Ủa ơi, gọi tên này. Nghe đâu thấy bảo các cháu thích cái gọi tên. Ok. Thì hôm nay chú Minh cân cái gọi tên cho các cháu nhá. Nào. Khẩn trương nào. Gọi tên đằng này là gì nào? C, 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 C nối đôi C ạ. Đánh số ạ. Ưu tiên các cháu chú ý nhá, mình ưu tiên đánh số từ nối đôi trước. 1, 2, 3, 4. Cháu nó sẽ tên là ba mê tin ạ. Ba mê tin ạ. Bút một in ạ. Ba mê tin bút một in. Đáp án đúng là đáp án C nhá. Chúng mình giảng vậy thì có nhanh không ạ? Nếu mà chúng mình mà giảng nhanh quá thì các cháu có thể bảo với chúng mình để chúng mình giảng chậm chậm lại được không ạ? Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video livestream này và giúp chú Minh share video livestream lại về tường ạ, và tag tất cả các bạn các cháu ở trong video livestream này. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. Ok, câu 14 ạ. Kết luận nào sau đây là sai ạ? Kết luận nào sau đây là sai ạ? Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử thì được gọi là chất đồng phân của nhau, cái này đúng nhá. Hydrocarbon no có công thức phân tử chung là CnH2n cộng 2, cái này nhiều cháu nghĩ là đúng. Nhưng mà cẩn thận cho chú Minh ạ. Còn một loại chất nữa. Một cái thằng là thằng cycloalkan. Cycloalkan nhiều cháu không được học đâu ạ. Nó ở trong phần giảm tải rồi. Nhưng mà vẫn phải chú ý là cycloalkan nhá. Cái anh cycloalkan ấy nó vẫn là hydrocarbon no nhưng mà nó có vòng. Nên là công thức phân tử chung như này là sai ạ. Vậy sai là B ạ. Ok ạ. Được chưa? À ok, câu 13 chúng mình bị lỗi ạ. Nó phải là đuôi N ạ. Chúng mình mắt lé ạ. 13 là gì ạ? 3 metin bút 1N. Sorry cả nhà, 13 đáp án C ạ. Cảm ơn cả nhà nhá. Ok, cảm ơn cả nhà đã nhắc nhở chúng mình ạ. Ok, cảm ơn ạ. Mắt chúng bị lé đấy ạ. Câu số 15. Câu số 15. Thề với các cháu là câu số 15 này có công thức tính. Nhưng mà bản thân chúng mình dạy thì chúng mình không bao giờ sử dụng công thức để dạy các cháu cả. Bởi vì là nếu mà làm công thức ấy thì sẽ làm cho chúng ta học dốt đi rất là nhiều. Thế nên là cách đơn giản nhất, propen cứ vẽ ra và đếm cho chúng mình ạ. Đây ạ, 1 2 3 nối đôi ạ, đếm hydro ạ, 1 hydro, 2 hydro, 1 hydro nữa, 1 hydro, 2 hydro, 3 hydro đủ rồi. Đếm này, số liên kết đơn này, lưu ý này, số liên kết sigma. Sigma thì là ở trong liên kết đôi này thì có một pi và một sigma nhá. Vậy ở đây đếm là 1 2 3 4 5 6 7 8 ạ. Vậy là có số liên kết sigma là bằng 8. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Câu số 16 nào. Câu số 16 nào. Ok ạ, chúng mình giảng bài tập các cháu có hiểu không ạ? Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn vào đây nhá. Câu số 16.
Hydrocarbon X tác dụng với brom. Hydrocarbon X tác dụng brom. Thu được dẫn xuất brom duy nhất. Ồ, thế xem nhé. 2-metin butan này. Chẳng phải tính nhiều. Xem 2-metin butan. Đây là 2-metin butan. Mà tác dụng với brom thì tạo thành một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm, bốn sản phẩm. Mà đề bài nói đây là duy nhất. Toàn A luôn. Đấy, chúng ta phải làm kiểu hack hack như vậy ạ. 2,2 dimethyl propan. Đây. Đồng phân đấy ạ. 1, 1, 1, 1. Có cái đính vào đây như đây, như đây, như đây. Đúng là một đồng phân duy nhất. Pentan thế nào ạ? Pentan đây ạ. Nhìn thấy không ạ? Trục đối xứng ạ. 1, 2, 3, 3 đồng phân. Loại C ạ. Ok, ngon không ạ? Bút 1N. Bút 1N. Đây, bút 1N đây. Mà cộng với brom thì đúng là cũng chỉ tạo thành một sản phẩm duy nhất là cháu này. Vậy là mình chỉ còn B hoặc D. Bây giờ chúng ta xem là dẫn xuất mono brom mấy so với hiro là bằng 75,5. Thế giả sử như là 2,2 dimethyl propan thì cháu nó là C5H12 cộng với brom thì cháu nó thực hiện phản ứng thế để tạo thành C5H11Br cộng HBr. Đúng chưa? Phân tử khối của dẫn xuất bằng, suy ra phân tử khối dẫn xuất, phân tử khối của sản phẩm sẽ bằng là 75,5 nhân với 2 bằng 151. Ok chưa? Thế mình bấm thử xem anh này bằng 151 không các cháu nhá. 12 nhân 5 cộng 11 cộng 81 bằng quá. À, cộng 80 ạ, sorry ạ. 151 ạ, chuẩn luôn ạ. Chuẩn không cần chỉnh ạ. Vậy chọn ngay đáp án gì ạ? Đáp án B bò nhá. Đấy ạ, bài nó hiện như vậy mà các cháu. Câu 16 đáp án B ạ. Ok ạ. Rất là dễ dàng ạ. Câu 17 nào. 17 nào các cháu. Đốt cháy hoàn toàn câu 17 nhá. Ok, thấy team nhà chúng mình đây rồi. Vào comment đáp án nhiệt tình lắm. Ok ạ. Câu 17 nào. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,3 mol styren. Chỗ này mình phải yêu cầu là nhớ được cái công thức phân tử của styren. Nếu không là toang các cháu ạ. Nhá. Ở đây có bao nhiêu cháu nhớ được công thức phân tử styren ạ? Thử cùng comment đáp án của cái công thức phân tử styren xuống đây để chúng mình coi xem nào. Công thức phân tử styren của cháu là gì ạ? Xem nào. Xem có nhớ công thức phân tử của styren không? Không lại quên hết rồi. Thè luôn, nhiều đứa nó quên hết công thức phân tử của styren rồi ấy. Là toang luôn ạ. Công thức phân tử styren là gì ạ? C8H8 nhá. Và 0,5 mol một hydrocarbon thơm X. Cứ đặt nó là CXHI. CAHB đi. CAHB ạ, đọc cái này như cái kia. Hỗn hợp là 0,3 mol styren, 0,5 mol một hydrocarbon thơm. Thu được ạ. Đốt trong oxy ạ. Thu được nước ạ. Số mol nước bằng 2,7 ạ. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro các cháu nhỉ? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro mình có 0,3 nhân 8. 0,3 nhân 8 cộng với 0,5 nhân B. 0,5 nhân B bằng 2,7 nhân 2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sử dụng máy tính mình bấm được B bằng 2,7 nhân 2 trừ đi 0,3 nhân 8 bằng được bao nhiêu chia 0,5. Vậy số nguyên tử hydro bằng 6. Yowie. B bằng 6 thì ngon lành cành đào quá. Silen. Silen các cháu có nhớ là gì không? Là C8H10 vứt. Toluen C7H8 vứt. Benzen C6H6. Etin benzen C8H10. Vậy ở đây đề bài yêu cầu chúng ta tìm một thằng mà có số nguyên tử hydro bằng 6. Vậy chỉ có thể là gì ạ? Benzen mà thôi. Dễ không ạ? Cực kỳ dễ dàng các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C đấy ạ. Câu 18 nào. Wow, sắp đến câu 20 rồi các cháu ạ. 18. 20 được 5 điểm ạ. Isopren mình sắp chống liệt rồi. Thực ra đến đây là mình chống liệt rồi. 2-metin buta 1,3 dien. Đây ạ. Được chưa ạ? Đây là 2-metin buta 1,3 dien. Đề bài hỏi cộng brom. Ui, câu này hay. Theo tỷ lệ mol 1:1 hỏi có thể thu được tối đa là bao nhiêu đồng phân cấu tạo. Thì các cháu nhìn nhá. Đây đây. Cộng brom thì anh này có thể khả năng là cộng 1, 2. Cộng 1, 2 thì nó thu được cháu này ạ. Brom vào đây. Với brom vào đây. Đây là 1, 2. Ok ạ. Nó có khả năng cộng bao nhiêu ạ? 3, 4 ạ. Đây vào đây, nó đồ còn đây. Nó đồ còn đây. 3, 4, brom. Brom ạ. Được chưa ạ? Và hoàn toàn nó có khả năng cộng 1, 4 ạ. Cộng 1, 4 ở đây ạ. Brom đây.
Brom đây, nối đồi đây ạ. Vậy là hoàn toàn chúng ta có là bao nhiêu đồng phân ạ? 1, 2, 3. Đề bài hỏi chúng ta là đồng phân cấu tạo nên mình không xét đồng phân hình học. Nhá, nếu hình học thì có 4. Còn nếu hỏi bao nhiêu đồng phân cấu tạo thì có mấy ạ? Có 3 thôi ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đáp án C ạ, chúng mình thấy có rất nhiều cháu comment nhầm là sang đáp án A đấy, bởi vì quá giỏi nhưng mà không đọc kỹ phần cấu tạo. Đồng phân cấu tạo không xét hình học nhá. Còn lại nếu mà đã có hình học thì là nó chỉ ghi là hỏi có bao nhiêu đồng phân thôi. Ok, các cháu hiểu bài không ạ? Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi chúng mình trong cái buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn của các cháu vào trong video này. Nào câu 19 à? 19 dễ lắm, sắp sang 20 rồi. Cho 2 ml dung dịch alkylnitric C2H5OH. Ok. Vào ống nghiệm có sẵn vài viên đá bột trong H2SO4 đặc. Lắc đều đun nóng ống nghiệm. Thì đề bài hỏi chúng ta là hydrocarbon ạ. Tại sao chúng mình lại cho cái câu này vào đây ạ? Cho câu này vào đây để cho các cháu biết rằng là thi trung học phổ thông quốc gia là người ta cũng thi đến cái phần này, nên chúng ta phải hoàn toàn học thực sự là nghiêm túc nhá. Phần này chúng mình dạy cực kỳ kỹ luôn ạ. Trong tất cả các khóa online của chúng mình nhá, dành cho học sinh lớp 11, chúng mình dạy rất là kỹ phần này ạ. Ok, nên cháu nào mà chưa học kỹ phần này là phải vào học luôn. Vậy anh này là tách nước rồi, vậy thu được CH4. Và CH4 của chúng ta là gì ạ? Ethylene. Đáp án đúng là đáp án A. Ok. 20 nào. 20 nào. Ưu tiên cho những cháu nào miệt mài comment đáp án từ nãy đến giờ ạ. Lên được fan cứng ạ. Nào ưu tiên cho các cháu nào share video livestream lại về tường comment đáp án ạ. Nhanh nhất đi ạ. Nhanh nhất đi ạ. Chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà cho 10 cháu nhanh nhất. Câu 20 ạ. Comment đáp án câu 20 đi ạ. 10 cháu nhanh nhất comment đáp án câu 20 sẽ tặng được món quà đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Hello, chào cháu Long Ruồi. Offline của chú Minh ơi. Offline của chú Minh đâu rồi, nghe thấy không? Sang câu 20 rồi. Offline của chú Minh đâu rồi, điểm danh tác các bạn học offline vào trong video livestream này giúp chú Minh nào. Khẩn trương nào. Các thanh niên offline của chú Minh đâu rồi, giúp chú Minh tác tất cả các bạn thanh niên offline vào trong đây, để vì bởi vì là buổi trước là thầy mới chữa đến câu 20 thôi. Và bây giờ là thầy sẽ đi chữa tiếp từ câu 20 cho đến câu số 40. Đấy, offline đâu, chui hết vào đây. Offline đâu rồi, tag các bạn offline vào đây. Bơi hết vào đây xem nào. Hello, chào Xuân Bình. Gửi quà cho Xuân Bình nhá. Gửi quà cho Xuân Bình. Ok, Xuân Bình quê ở Thái Bình à, Xuân Bình có quà rồi. Gửi quà tiếp, Xuân Bình có quà rồi. Ok, học toi. Học toi là học tối à? Học toi xe rồi, gửi quà. Chúng mình xin phép gửi quà cho 10 cháu. Chúng mình xin phép gửi quà cho 10 cháu comment đáp án và share video livestream lại về tường ạ. À. Cảm ơn các cháu ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video này bởi nó free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn vào trong video livestream này ạ. Ok. Gửi quà cho các cháu đây ạ. Thanh niên suốt ngày đi gửi quà khắp Vịnh Bắc Bộ. Thầy giáo có nhiều quà nhất Vịnh Bắc Bộ. Hello, đây rồi. À, Nhất Vương ơi, Nhất Vương tag mấy cái đứa học offline vào đây nhá. Các thanh niên giúp chú Minh tag các bạn học offline của chú Minh vào trong video livestream này với ạ. Mình bắt đầu học đi ạ, chuẩn bị sang câu 20 rồi. Ok, chào Hưng Nguyễn. Hưng Nguyễn có quà rồi sao ạ? Hưng Nguyễn có quà rồi phải không Hưng Nguyễn? Đúng rồi, Hưng Nguyễn này chắc chắn có quà. Nhìn mặt là đoán có quà rồi. Ô thế mà Hưng Nguyễn vẫn chưa có quà. Khổ nhỉ. Nhìn mặt thì đoán sai. Ok. Đây rồi, thế là có quà nhá, bớt vã nhá Hưng Nguyễn nhá. Nguyễn Quỳnh Nguyên này. Chú Minh xin phép tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Nguyễn Quỳnh Nguyên rồi. Xem video livestream rồi. Gửi quà cho Nguyễn Quỳnh Nguyên. Ok. Gửi quà. Ui hôm nay nhiều Thái Bình học chú Minh nhỉ. Ok ạ, thank you Nguyễn Quỳnh Nguyên ạ. Vũ Đức Hải ạ, học toi có quà rồi. Vũ Đức Hải chưa xe chưa có quà. Một cháu thôi, Khánh Akuma. Khánh Akuma. Khánh Akuma ok. À, gửi quà phần bình luận cho Khánh Akuma. Ok, gửi quà phần bình luận cho Khánh Akuma xong nhá. Ok, bắt đầu vào chữa nhá. Các thanh niên học offline của chúng mình giúp chúng mình tag các bạn vào đây ạ. Bắt đầu mình chữa từ câu 20 ạ. Ok ạ. Offline chúng mình mới chữa đến câu 20 thôi. Xong rồi sang câu 21 chúng mình chưa chữa, thì bây giờ chúng mình bảo tất cả chúng nó cùng lên học trên này. Ok. À, sẵn sàng chưa? Chấm cái mình bắt đầu học nhá. Câu số 20 ạ. Nào, online cùng thi đấu với offline của chúng mình xem bọn nào thắng. Online cùng chiến đấu với offline xem đứa nào thắng. Xem đứa nào khủng comment đáp án nhanh hơn. Sở Bắc Ninh thi chắc chắn có chữa. Cứ chụp ảnh đề cho chúng mình thì chúng mình chữa hết. Tiếp tục nhá. Câu số 20 nào. Cuối cùng là hay cực. 3 rượu đơn chức ạ. Nếu mà chúng mình nhớ không nhầm thì câu này ở trong đề thi đại học khối A năm 2012. 3 rượu đơn chức
đơn chức thì mình mới chỉ ký hiệu nó là CHI O thôi, thuộc cùng dãy đồng đẳng, đốt cháy M ga muốn hợp X. Được chưa? Thu được CO2. Thu được CO2, chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 8,8 chia 44 thì bằng 0,2 đúng không? Cộng với lại số mol nước. Số mol nước là 5,4 chia cho 18 thì bằng 0,3 đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn thấy này, 0,3 lớn hơn 0,2, vậy chắc chắn ancol là ancol no. Ancol no. Đề bài cho đơn rồi. Vậy suy ra công thức tổng quát của ancol no là CN H2N cộng 2 O. Đây là OX nhưng đề bài cho ta là ancol no chứ. Ancol no đơn chức. CNH2N cộng 2 O. Vậy thì mặt khác chúng ta lại có, với ancol no mình luôn luôn có điều gì ạ? N nước trừ đi NCO2 thì bằng N ancol đúng không ạ? N nước trừ NCO2 bằng N ancol đúng không ạ? Ok. Vậy thì hoàn toàn mình tìm được N ancol là 0,3 trừ đi 0,2 thì bằng 0,1. Hello, chào tất cả các cháu mới đi học về nhá. Chúng mình nhìn thấy các cháu rồi nhá. Ok ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon ạ. Nhưng ở đây chú ý là số nguyên tử carbon trung bình ạ. Số nguyên tử carbon trung bình thì bằng bao nhiêu ạ? 0,2 chia 0,1 bằng 2 ạ. Ok chưa ạ? Số nguyên tử carbon trung bình bằng 2, nhưng ở đây đề bài nó là 3 điệu ancol đơn chức ạ. Nên đừng có chọn vội ạ. Vậy suy ra trung bình có công thức tổng quát của cả 3 điệu này là C2H2 nhân 2 là 4, 4 cộng 2 là 6, H6O. Công thức tổng quát của cả 3 điệu là C2H6O. Chúng ta tìm được số mol của điệu này rồi bằng 0,1. 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn ạ. 0,1 nhân 46 bằng 4,6 ạ. 4,6. Đáp án đúng là đáp án A. Một trong số những skill cực kỳ kinh điển của chúng mình nhé. Đây là skill trung bình đấy cháu ạ. Với skill trung bình này chúng ta có thể chinh phục được khá là nhiều bài. Ok. Khá là nhiều bài. Câu số 21 nào. Câu số 21. Cho các chất sau. Nào. Cho các chất sau. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã share video này ạ. Hãy share nó bởi vì đây là một video free ạ. Hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào trong video này ạ. Ok ạ. Thank you cả nhà. Câu số 21. Cho các chất sau, thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là. Ok ạ. Nào. Propane. Propane là C3H6. Propan C3H8. Propin C3H4. Nhìn thấy propin là phải nghĩ ngay đến cho chứng minh AgNO3. Đúng chưa? Vứt thằng này. AgNO3 trong NH3 chui vào đây, không hiện tượng, không hiện tượng kết tủa màu vàng, lọc được propin. Vậy bây giờ mình chỉ còn propen và propan thôi. Vậy thì propen nó sẽ làm mất màu dung dịch brom các cháu nhá. Mất màu dung dịch brom, mất màu, không hiện tượng, vậy mình nhận biết được hết nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok chưa ạ? Rất là dễ thôi các cháu ạ. Những câu này dễ lắm nhá. Các cháu comment đáp án và ngay lập tức là chúng ta sẽ coi như là một lần học thuộc lý thuyết luôn ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã và đang ủng hộ chúng mình trong buổi học ngày hôm nay ạ. Ok, các bạn nhớ giúp chú Minh tác các bạn học lực khá vào đây để cùng học cái bài buổi hôm nay ạ. Bởi vì bắt đầu từ câu số 21 trở đi là những câu khó khá cứng rồi ạ. Bắt đầu từ những cái câu 21 trở đi là những câu khó khá cứng. Ok ạ, câu 22 ạ. 22, đốt cháy cùng số mol. Ui, câu này mà không có skill chúng mình làm hơi bị căng đấy. Đốt cháy cùng số mol 3 hydrocarbon XYZ thu được lượng CO2 như nhau. 3 hydrocarbon XYZ đây, X, Y, Z thu được lượng CO2 như nhau. Thế đây cột CO2 đi. Giả sử số mol CO2 X là 1 thì Y là 1, Z là 1. Tỷ lệ số mol nước chia CO2 của thằng X là 0,75. Có nghĩa nước là 0,75. Của thằng Y là 1. Của thằng Z là 1,25. Công thức phân tử của X, Y, Z. Thế vậy nhìn này chúng ta đoán được luôn các cháu ạ. Nhìn nhá, thằng Z chúng ta luôn luôn có là N nước lớn hơn NCO2, vậy Z chắc chắn là ancan. Ancan chắc chắn là CnH2n cộng 2. Và chúng ta hoàn toàn tìm được số mol ancan bằng 1,25 trừ đi 1 bằng 0,25. Vậy nên mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 1 chia 0,25. 1 chia 0,25 thì bằng 4. Vậy suy ra Z là C4H10. Ok chưa? Nhìn Z là C4H10, loại C3H4 này, loại CH6 này, loại CH4 này. Vậy mình chỉ có mỗi một mình đáp án B là có C4H10 thôi. Ngon lành cành đào không ạ? Ngon lành cành đào không ạ? Rất là dễ đúng không các cháu ạ? Ok ạ. Hãy share
Lại video này bởi đây là một skill cực kỳ độc ạ. Hãy share nó bởi nó hay ạ. Ok. Câu 2 các bạn. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp han ken. Cái đề này đề khó bình thường nhá. Bởi vì ở trong cái đề này là tụ họp những cái câu mà chú Minh dự đoán có trong đề thi. Trong cái chuỗi like của chú Minh thì chú Minh thấy rằng là có rất nhiều cháu comment lại là wow, chú Minh dạy thật là trúng ạ. Ok ạ. Đấy, bởi vì nó là như thế này ạ. Đấy, những cái câu dị dị thì đều có trong đề chúng mình hết rồi. Học đôi khi là đi thi chỉ cần nhớ đáp án. Anken có điều gì đặc biệt ở các cháu? Anken thì có điều gì đặc biệt ạ? Anken khi cháy thì có gì ạ? N nước bằng NCO2. Ok chưa ạ? N nước bằng NCO2. Vậy ở đây mình có CO2 là M cộng 32. Sorry, nước là M cộng 6. M cộng 6 chia 18. CO2 là M cộng 32 chia 44. Vậy tới đây bấm máy tính giúp chúng mình xem M bằng bao nhiêu các cháu? Nào, bấm máy tính giúp chúng mình xem M bằng bao nhiêu vậy ạ? M bằng bao nhiêu nào? Bấm máy tính giúp chúng mình, vậy chúng mình không biết bấm máy tính kiểu này ạ. Nên là phải nhờ tất cả các cháu ạ. Ok ạ, bấm máy tính giúp chúng mình vậy ạ. M bằng bao nhiêu ạ? Chúng mình đợi đáp án các bạn ạ. Trong lúc chờ đợi này thì bạn nào mà chưa like cái video này thì hãy like đi ạ. Like đi chứ còn để làm gì, nó hay như vậy cơ mà. Đúng không ạ? Chúng mình nói bá cả mồm từ nãy đến giờ rồi. Bây giờ mình uống nước này, xin phép các cháu. Nhân tiện đợi các bạn bấm máy tính cho chúng mình thì chúng mình xin giới thiệu cho các cháu về cái khóa học full video của chúng mình. Cái khóa học full video của chúng mình là dạy toàn bộ tất cả kiến thức hóa học lớp 12 căn bản về mặt lý thuyết. Song song với khóa full video đấy, trị giá của khóa đấy chỉ có 250.000 thôi, bây giờ đang giảm giá cho các cháu 2k. Đã có các cháu bắt đầu vào học chương trình lớp 12. Cái khóa song song với cái khóa full video đấy là sẽ có khóa chia dạng bài tập chi tiết từng dạng một cho đến từ căn bản đến phức tạp nhất. Thì cái khóa đấy là cũng đang giảm giá cho các cháu bắt đầu vào học lớp 12 là chỉ còn có 250.000. Cháu nào mà muốn đăng ký để ngay tức inbox của chúng mình. Nói thẳng luôn ạ. Đấy, chỉ có 50 slot cho những cháu nào nhanh nhất thôi. Ok ạ. Nào M bằng bao nhiêu ạ? À, N bằng 12. Đáp án đúng đáp án. À, ok ạ. Chính xác ạ. Cảm ơn các cháu nhé. Câu số 24 nào. Câu số 24. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu số 24. Khẳng định nào sau đây là đúng? Đúng ạ. Khi đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon no thì luôn thu được NCO2 nhỏ là nước. Cái này chưa đúng ạ. Bởi vì hydrocarbon no nó còn có thể là thằng cycloalkan như chúng mình vừa nói, CnH2n. Thì N đốt cháy nó thì N nước bằng NCO2. Cái này sai. Khi đốt cháy hoàn toàn amonalkin thì NCO2 trừ N nước bằng Na. Chính xác. Một sai hai đúng ạ. Một sai hai đúng. Vậy đáp án đúng là đáp án B bò ạ. Ok ạ. Có rất nhiều skill hay mà chú Minh thể hiện ra ở trong cái buổi học ngày hôm nay ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã ủng hộ chú Minh ạ. Hãy nhanh tay ạ, share lại khi mà chưa quá muộn ạ. Ok, câu số 25. Số đồng phân hợp chất thơm. Số đồng phân hợp chất thơm có công thức phân tử là C7H8O. Cái này chú Minh vừa mới chữa trong offline luôn. Vừa mới chữa trong offline luôn. Nhá. Ok. Vừa tác dụng với natri, vừa tác dụng với NaOH. Ok. Vậy ở đây mình có này, C7H8O vừa tác dụng với natri, vừa tác dụng với NaOH. Thế vậy có vòng benzen nhé. Có vòng benzen này. Đây vòng benzen. 6 carbon thêm một carbon nữa. Được chưa? Tác dụng chúng mình quan tâm đến tác dụng với NaOH, vậy chắc chắn OH phải đính vào vòng thơm. Vậy OH không thể đính vào carbon này bởi vì nó ancol không tác dụng với NaOH. OH chỉ đính vào đây ạ. Một đồng phân ạ. Đúng chưa ạ? Tiếp tục ạ. Anh này ạ. Hai đồng phân ạ. Tiếp tục ạ. Anh này ạ. Ba đồng phân ạ. Vậy chúng ta chỉ có mấy chất thôi ạ? Ba chất thôi các cháu nhá. Bởi vì đề bài yêu cầu tác dụng với NaOH nên OH phải đính vào carbon thơm. Thì như vậy nó mới giống phenol. Phenol thì có tác dụng với lại NaOH. Ancol thì không nhá. Có nghĩa OH đính vào carbon này là không này. Vậy chúng ta có ba cháu. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Đáp án đúng đáp án C. Xong nhá, câu 26. Câu 26 ạ. Nào sang câu 26. Hỗn hợp khí X gồm ethylene và propylene. Hỗn hợp khí X gồm ethylene C2H4 và propylene C3H4. Câu này cũng là một trong số những câu mà chúng mình dự đoán có trong đề thi các cháu. Cấu trúc của C2H4 là như sau ạ. Cấu trúc của C2H4, C nối đôi C. Cấu trúc của C3H4 là như sau ạ. C nối 3 C C ạ. Ok chưa ạ?
Amonic tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tủa. Các cháu lưu ý chúng mình nhé, CH4 là không tạo kết tủa. Vậy chỉ có C3H4 tạo kết tủa thôi ạ. Cháu C3H4 tạo kết tủa thế này ạ. Thế hydro linh động ạ, nhìn kỹ nhá. Vậy tạo thành AgC nối 3C gạch CH3 kết tủa. Số mol kết tủa là 17,6, số khối lượng kết tủa là 17,64. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình tìm ra được là 17,64 chia cho số mol, chia cho phân tử khối 108 cộng với 12 cộng với 12 cộng với 15 bằng 0,12 mol. Các cháu nhìn rõ chưa? 0,12 mol. Vậy thì ngay lập tức chúng mình suy ngược lại được số mol C3H4 bằng 0,12. Ok. Ngon này cành đào chưa? Tiếp tục này, mặt khác amonic này phản ứng tối đa với hydro, số mol hydro của chúng ta bằng 0,34 mol. 0,34 mol hydro. Thì các cháu lưu ý chúng mình nha. Cái thằng C3H4 này có hai liên kết pi nên nó ăn hai hydro. Thằng CH4 này chỉ có một liên kết pi nên ăn một hydro. Vậy chúng ta tìm được số mol của CH4 bằng 0,34 trừ đi 0,12 nhân 2 bằng 0,1. Vậy suy ra số mol CH4 bằng 0,1. Ok không ạ? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được amon này là tổng số mol của ethylene và propylene, 0,1 cộng 0,12 thì bằng 0,22. 0,22, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. 0,22, đáp án B bỏ các cháu nhé. Thế không ạ? Dễ không ạ? Cực kỳ dễ dàng luôn. Không có gì là khó khăn cả. Có chú Vinh ở đây rồi. Ok, mình sang câu 27 nhé. Polyethylene. Polyethylene thì được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Ủa? Polyethylene. Được chưa? Thì có gì ạ? Polyethylene được điều chế từ phản ứng trùng hợp. Ethylene. Đáp án đúng đáp án A. Quá dễ ạ. Hãy share video này bởi vì đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn của cháu ở đây với ạ. Ok, sang câu 28. Câu số 28 nào. Đốt cháy hoàn toàn. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol. Nào, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ancan và một anken. Ancan là CnH2n cộng 2. Anken là CmH2m. Số mol bằng 0,2. Đốt cháy nó thì thu được số mol CO2 bằng 0,35 và số mol nước bằng 0,4. Ok chưa? Vậy chúng ta thấy này, đáng nhẽ là đốt cháy thằng anken thì số mol CO2 phải bằng số mol nước. Nhưng độ chênh lệch nước lớn hơn CO2 này là do số mol của ancan. Được chưa? Vậy điều này chứng tỏ rằng số mol ancan chính bằng số mol nước trừ số mol CO2. 0,4 trừ 0,35 thì bằng 0,05. Sau này các cháu gặp câu này rất nhiều. Vậy suy ra được số mol ancan bằng 0,2 trừ 0,05 bằng 0,15. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây, hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ có bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon 0,05 nhân n cộng với lại 0,15 nhân m thì bằng 0,35. Thề với các cháu đến đây nhiều cháu phải giải bảng đúng không? Lập bảng NB đúng không? Với trung bình không cần ạ. Nhìn kỹ skill trung bình nhá. Số nguyên tử carbon trung bình thì bằng số mol CO2 là 0,35 chia cho tổng số mol cháy là 0,2. Vậy ở đây ta có 0,35 chứ 0,2. 1,75. 1,75 này nó lớn hơn 1. Được chưa? 1,75 này nó lớn hơn 1. Thế thì chắc chắn phải có một thằng là có một carbon. Anken thì M nó phải lớn bằng 2 rồi. Vậy chắc chắn cháu này là ancan CH4. Ok xong. À nhưng đề bài hỏi gì ạ? Phần trăm số mol của anken thế mới nhục. Xong rồi còn gì? 0,15 chứ 0,2 phải không các cháu? 75%. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Rất là dễ ạ. Này có rất nhiều skill được chú Minh phô diễn trong buổi tối ngày hôm nay dành cho tất cả các cháu. Ok, mình sang câu số 29 ạ. Câu số 29 này là một câu khá là hay, nó yêu cầu nó hỏi đến cho các cháu là cái phần mà kiến thức mà các cháu và hay bỏ quên nhất là phần kiến thức thí nghiệm. Thế nên là các cháu phải chú ý ở trong này nhé. Bộ dụng cụ chiết thì các cháu nhìn chiết này, hai phần chất lỏng không hòa tan vào nhau thì mới chiết được nhá. Vậy là tách hai chất lỏng không tan vào nhau. Chất rắn thì làm gì có dạng dung dịch, vứt.
Tan tốt thì làm sao phân lớp được như này? Vứt. Lỏng và rắn thì cần gì phải chiết, đúng không? Tách hai chất lỏng không tan vào nhau. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Ok. Chúng mình chào tất cả các cháu 11 đang tham gia buổi học ngày hôm nay của chúng mình nhá. Hello, chào tất cả các cháu. Câu số 30 nào. Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2 clorobutan? Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được hai sản phẩm chính là 2 clorobutan ạ? Câu số 30. 2 clorobutan, giả sử bút 1 en xem. Bút 1 en mà cộng với HCl thì clo sẽ bị ưu tiên. Clo sẽ bị ưu tiên vào carbon bậc cao hơn ạ. Carbon bậc cao hơn ạ. Vậy clo vào đây ạ. H vào đây ạ. Vậy đúng là sản phẩm chính là 2 clorobutan thật. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, rất là dễ dàng ạ. Ngon lành cành đào ạ. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Nếu cả nhà hiểu bài thì hãy share video này lại bởi nó đang free ạ. Ok ạ, câu số 31 ạ. Câu số 31. Hôm nay giải lên câu 40 chứ. Bao nhiêu đứa máu giải lên câu 40 chấm cái xem nào? Bao nhiêu bảo đứa máu giải lên câu 40 chấm cái xem nào? 31 ạ. Cho các chất sau có bao nhiêu chất trong số các chất trên phản ứng hoàn toàn với khí hiđro dư tạo ra butan? Bút 1 en nhá. Bút 1 en mà cộng hiđro chắc chắn tạo thành butan. Một cháu vẽ ra đây rồi. Nhìn nó chưa? Bút 1 in ạ. Bút 1 in đây. Có đúng không? Cũng tạo ra butan. Buta 1,3 dien ạ. Buta 1,3 dien đây ạ. Cũng tạo thành butan, cộng vào địch hủy hết nó đôi mà. Vinin acetylen, cái chất này nhiều cháu quên này. Cũng tạo thành butan ạ. Isobutylen, đây cháu này. Có không ạ? Không ạ, mạch nhánh cộng vào thì là tạo thành gì ạ? Isobutan. Vứt. Alen chỉ là hợp chất có nhiều nối đôi, không biết bao nhiêu carbon. Vứt. Vậy ở đây chúng ta có mấy ạ? 1, 2, 3, 4, 4 cháu. 4 cháu, vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì ạ? Sử. Dễ không ạ? Quá dễ. Câu 32 nào. Câu 32 nào. 32 xem nhiều cháu toang không ạ? 32 các cháu chọn đáp án gì ạ? Nào, 32. Ôi dồi ôi, thằng làm thế. 32 nào. 32. Các cháu thử làm xem chọn đáp án gì. À, trùng hợp m tấn ethylene thì thu được 1 tấn propylene. Polyethylene với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Thế các cháu nhìn nhá. Quan sát nhá, đây này. 1 tấn poly 1 tấn m tấn ethylene. Ethylene là CH4. Trùng hợp thì tạo thành NCH4 đúng không? Sorry nhầm. CH4 tất cả N lần, đây là N. Được chưa? M tấn ethylene. Đây là m tấn ethylene thì được 1 tấn polyethylene, vậy số mol polyethylene bằng 1 chia cho 28 N. Hiệu suất phản ứng là 80%. Vậy mình suy ngược lại số mol này, 1 chia 28 N nhân N. Vậy là N phần 28 N. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,8. Vậy là số mol. Được chưa? 1 chia 28, 1 chia 28 chia 0,8 bằng. Đây ạ, được bao nhiêu nhân 28 ạ? Nhân 28 bằng 1,25 tấn. Các cháu nhìn nó chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 1,25 tấn. Ui dồi ôi, nhiều cháu toang lắm à. Câu này nó dễ hơn cả hút cháo luôn. Cháu nào mà đi thi mà gặp phải câu này mà sai nữa thì thôi nhá. Thôi. Về nhà đi ra gốc chuối, tước sợi dây chuối dài nhất, vứt lên ngọn chuối chắc nhất. Thật cổ tử tử. Ai đâu lại câu dễ này mà lại không làm được thì buồn lắm nhở. Ok ạ. Câu số 33 nào các cháu. 33 này ối đứa toang cực. Toang chặt câu 33 này chứ. Chắc gì đã đúng đâu. Đúng không? Nhiều đứa học giỏi hơn sai câu 33 này cơ. Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6. Đề bài hỏi chúng ta là cấu tạo mạch hở, vậy chúng ta sẽ có là đầu tiên là ankin ạ, xét ankin ạ. Một cháo. Đúng không ạ? Hai cháo. Hết rồi ạ. Nhiều cháo tô 2. Vâng, toang ạ. Toang ạ. Không biết toang đâu ạ. Còn ankadien. Ankadien đây. Nhá, một cháu này. Hai cháu này. Được chưa? Không có đồng phân hình học đâu ạ. Vậy tổng cộng mình có mấy cái cháu? 4 cơ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 4 cháu.
nhá. Ok. Câu 34 này. 34. Xem 34 đáp án gì nhá. Cùng làm cùng chúng mình nào các cháu. 34 đáp án gì nào? 34. Cho 27,2 gram. Cho 27,2 gram ankin X. Xem nào, để các cháu thử làm xem là câu này các cháu dự đoán là đáp án gì ạ? Câu này các cháu dự đoán là đáp án gì ạ? Xem đáp án gì. Tiện thể ở đây đợi các cháu ra đáp án thì chúng mình review một chút. Vừa nãy các cháu hỏi về các khóa học của chúng mình thì cái khóa học mà full lý thuyết của chúng mình là dạy toàn bộ chương trình lý thuyết lớp 12 theo mức căn bản nhất, dễ hiểu nhất nhá. Từ căn bản cho đến phức tạp. Còn là cái phần mà cái khóa mà luyện bài tập ấy, thì là chia dạng từ dạng dễ nhất cho đến dạng đến 10 điểm. Đấy. Thì mỗi khóa là 250k. Được chưa? Song song với đấy thì còn có cả khóa luyện đề nữa. Cũng vậy. Ok. Đấy thì cháu nào mà muốn tìm hiểu về các khóa của chú nhá, tìm hiểu thì hoàn toàn có thể inbox cho chúng mình nhá. Câu 34 ạ. Câu 34 ạ. Cho 27,2 gam ankin X. 27,2 gam ankin X. Vậy mình đặt công thức ankin là CnH2n trừ 2. Ok chưa ạ? 27,2. Tác dụng với hydro. Số mol hydro là 15,68 chia 2,4. 15,68 chia 2,4 bằng 0,7 mol. 0,7 mol. Xúc tác thích hợp thu độ hỗn hợp y không chứa hydro, vậy điều này là hydro hết. Vậy có khả năng y không chứa hydro, vậy hydro hết rồi. Vậy hỗn hợp y của chúng ta có khả năng có ankin. Đúng không? CnH2n này trừ 2 này. Anken CnH2n có khả năng có cả ankan CnH2n cộng 2 nữa. Đây là y ạ. Đây là x ạ. Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa brom, số mol brom là 16 trên 160 0,1. Thế là bây giờ đề bài hỏi là công thức phân tử của x. Thế đây các cháu chú ý này, sau khi tác dụng với brom thì mình có này. Cháu này hết pi, cháu này hết pi. Đúng chưa? Để tạo thành một chất không còn pi. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình đi bảo toàn liên kết pi. Chúng mình có thằng x này, trong đó x là ankin thì có hai liên kết pi. Hai lần số mol x thì bằng hydro phá pi, hydro phá một pi, brom phá một pi. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số mol x bằng 0,4. Với số mol x bằng 0,4 thì hoàn toàn ở đây chúng mình tìm được phân tử khối của x bằng 27,2 chia 0,4 thì bằng 27,2 này chia 0,4 68 ạ. 68. Mặt khác anh này là 12n cộng 2n là 14n trừ 2. Vậy đến đây chúng ta tìm được n bằng bao nhiêu ạ? 68 này, 68 cộng 2 bằng chia 14 bằng 5. 5 chặt ạ. N bằng 5 ạ. Vậy cháu nó là gì ạ? Chỉ có thể là gì ạ? C5H8. Ok, các cháu thấy skill của chúng mình kinh không ạ? Ok, các cháu thấy skill của chúng mình kinh điển đúng không ạ? Quá kinh điển đúng không ạ? Đây là skill bảo toàn liên kết pi ạ. Ok. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu 35 hay hơn này, càng xuống cuối càng hay ạ. Cái đề này chúng mình rất là tâm đắc, bởi vì khi làm cái đề này thì những cái câu cuối là chúng mình muốn dành cho những cái bạn mà có mục tiêu cao trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới ạ. Đây là những cái câu cuối là dành cho những bạn có mục tiêu cao ạ. Thế nên là những cái bạn nào đang theo dõi này giúp chúng mình tag các cái bạn mà muốn làm những câu vận dụng cao ở đây ạ. Là chúng ta cùng thử thi đua nhau xem bạn nào comment đáp án đúng câu 35. Câu 35 là một câu cực kỳ hay luôn ạ. Chúng mình rất tâm đắc câu 35. Càng xuống cuối càng hay ạ. Xem nào. C3H8OX. X nhón 3. Không thể nhá. Lưu ý chúng mình. Không thể ạ. Hòa tan được COH 2 lần thì nó phải làm sao ạ? Có nối đôi liền kề. Vậy không thể. Thì hoặc là chỉ có một nhóm OH. Đây. Cháu này không hòa tan được. Cháu này cũng không hòa tan được. Đúng chưa ạ? Hai nhóm OH nhưng không được kề nhau. OH ở đây thì OH phải ở đây ạ. Được chưa? Nếu hai nhóm OH cạnh nhau này vứt đi rồi. Nếu ba nhóm OH là vứt đi rồi. Vậy chúng ta có bao nhiêu ạ? Đấy, có rất rất nhiều cháu chỉ nhìn được là có một. Đây đơn chức thì là có hai. Hai chức thì có một, ba chức thì không có cho ra. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là gì ạ? 1 2 3 cơ ạ. Thấy toang không ạ? Chúng mình thấy nhiều cháu tô B bị quay xe lắm.
Đề bài bảo không thể bị hòa tan đi, thằng này không thể bị hòa tan nhé. Cháu này là có đa chức nhưng mà không liền kề. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A, ba cháu. Ok. Mãi đến bây giờ mới thấy có mấy cháu comment đúng. Ok. Sang câu này nhìn toang không ạ? 36 đây ạ. Úi giời. 36, 37, 38, 39 đều là phần quà chúng mình dành cho những cái bạn muốn học vật dụng cao ạ. Giúp chúng mình tag ngay các bạn vào đây ạ. Hãy share lại nó, hãy share lại video này, bởi đây video tụ hợp rất rất nhiều skill kinh điển của chúng mình ạ. Rất rất nhiều skill kinh điển ạ. Được tụ hợp ở bên trong cái video này ạ. Hãy comment để chứng minh rằng mình giỏi ạ. Ok. Câu số 36 ạ. Chưa like video này của chúng mình thì nhớ like nhá. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai hydro carbon cùng dãy đồng đẳng. Cùng dãy đồng đẳng, nhìn hai cháu này không cùng dãy này. Đây là cháy này dãy ăn ken này, dãy dãy ăn can này, vứt. Được chưa? Tỷ lệ mol 1:1. Thu được số mol CO2 là 0,2. Được chưa? Số mol nước là bao nhiêu ạ? Số mol nước bao nhiêu ạ? 2,7 chia 18 bằng 0,15 ạ. Mình thấy này. Số mol CO2 lớn hơn số mol nước, vậy không thể là ăn can. Đúng không? Can can là nước phải lớn hơn CO2 ạ. Loại ngay cháu này ăn can. Loại ngay cháu này ăn can. Xong. Xong chặt. Ăn kín dế. Ngon quá nhờ. 37 này. 37 toang hơn đấy. 37 không phải đùa đâu ạ. 37 không phải là một chuyện đùa đâu ạ. Nào mình vào một câu đỉnh cao của lớp 11 câu 37 nào. Các cháu nghĩ nó là đáp án gì ạ? Các cháu nghĩ nó là đáp án gì ạ? Comment chú xem ạ. Ok, một câu đỉnh cao nhá. Nhìn kỹ này, giải đỉnh cao thì phải có cách đỉnh cao. Hiro này. Propen C3H6. Axit acrylic, đây axit acrylic cháu này ạ, COOH ạ. Được chưa? C3H4O2. Nhìn rõ không ạ? Axit acrylic C3H4O2 ạ. Ancol anilic đây ạ. C3H6O. Được chưa? Đấy nhá, hydro này, propen này, axit acrylic, ancol anilic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X cộng với oxy thì thu được CO2. Số mol CO2 bằng 30,24 chia 2,4 bằng 1,35 mol. 1,35 mol. Được chưa? Đun nóng X với bột niken một thời gian. Niken nhiệt độ một thời gian. Thu được hỗn hợp Y. Đây là X. Tỷ khối của Y so với X. DI so với X thì bằng 1,25. Được chưa? Sau đó cho 0,1 mol Y. Tác dụng với brom. Xác định giá trị của V. Kinh chưa? Căng thẳng chưa? Căng thẳng man chưa? Câu này thì giải kiểu gì ạ? Câu này thì giải kiểu gì bây giờ? Căng phết nhỉ? Không căng lắm đâu ạ. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nó chứng minh giải nhá. Các cháu phải nhìn thật kỹ, thật tinh ạ. Đây ba carbon, đây ba carbon, đây ba carbon. Vậy chỉ có ba thằng này sinh ra CO2 đây đúng không ạ? Ok ạ, những cháu nào muốn nhận thông báo mà khi chú like nhá thì các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chúng mình và click vào cái nút chuông bên cạnh ấy. Được chưa? Thì cứ bất kỳ một cái lúc nào mà chúng mình livestream cho lớp 12 thì hoàn toàn các cháu sẽ nhận được thông báo. Nhớ nhé. Click vào nút xem trước xong rồi là click luôn vào nút chuông bên cạnh nhá. Là sẽ ngay lập tức nhận được luôn. Vậy nhìn thấy đúng là C3 không ạ? Vậy chúng mình tìm được tổng số mol này lấy 1,35 chia cho 3. 0,45, vậy tổng số mol tụi này mà 0,45. Vậy chúng mình tìm được luôn số mol hydro chứ? 0,75 chứ 0,45 thì còn 0,3. Ok. Ok man. Ok man chưa? Nhìn kỹ nữa đây này. Một skill nữa thì mới giải được ạ. À. Nhìn kỹ cho anh này nhá. Chúng mình có skill này. DI trên DX thì bằng NX trên NI. DI trên DX bằng 1,25. Vậy sẽ bằng NX trên NI. NX là 0,75.
chia NI. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được NI bằng 0,75 chia 1,25 bằng 0,6. Ok ngon. Số con y của em 0,6. Chưa xong đâu à. Đừng có vội mừng. Mình có gì ạ? Số mol của hỗn hợp giảm chính bằng số mol của hydro phản ứng. Vậy mình tìm được số mol hydro phản ứng là 0,75 trừ đi 0,6 thì bằng 0,15. Ok chưa? Giả sử chúng mình lấy 0,6 mol Y này cộng với brom. Giả sử nhá, thì chúng mình có bảo toàn liên kết pi. Bảo toàn liên kết pi. Các cháu phải hết sức chú ý cho chúng mình này. Trong thằng propen thì có một nối đôi CC thì ăn được một hydro. Trong thằng axit acrylic có hai nối đôi nhưng chỉ có một nối đôi CC này ăn được hydro thôi, còn nối đôi CO không ăn được. Ancol anilic thì cháu này cũng chỉ có một nối đôi ăn được một hydro thôi. Vậy là cả ba cháu này đều chỉ ăn hydro theo tỷ lệ 1:1. Nhá. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình có này, bảo toàn liên kết pi này. Tất cả bọn này đều có một pi CC. Vậy là 0,45 thì bằng số mol hydro phản ứng vừa tìm được 0,15 cộng số mol brom phản ứng với 0,6Y. Vậy suy ra chúng ta tìm được số mol brom phản ứng với 0,6Y. Tách biệt đấy nhá. Số mol brom phản ứng với 0,6Y thì bằng bao nhiêu ạ? 0,45 trừ 0,15 bằng 0,3. Rất nhiều cháu đi tô đáp án C. Toàn luôn C. Biết tại sao toàn C không ạ? 0,3 mol brom thì là mất máu 0,6Y. Đúng chưa? Đây chúng mình ghi đây nhé. 0,6Y thì tương ứng với lại 0,3 brom. Vậy 0,1Y thì tương ứng với bao nhiêu brom ạ? Chia cho 6 đúng không ạ? 0,05 cơ ạ. Thấy không ạ? Bị lừa chưa? Nhục không ạ? Quá nhục. Ơ 0,05. 0,05 mà đề bài hỏi giá trị của V. Vậy là 0,05 mà chia cho 0,1. 0,5 ạ. Đáp án đúng phải đáp án B bỏ cơ. Kinh điển mà không ạ? Đấy một câu 37 về chúng mình giải cách cực kỳ nhanh. Và những cái skill của chúng mình như vậy là skill cực kỳ kinh điển. Các em chú ý nhá. Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia luôn luôn có một câu như này. Ok chưa? Câu 38. Câu 38. 38 nhá. Cho 3,36 lít hydro carbon X số mol 0,15 vào AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tủa 36 gam. Thì phải là số mol X luôn bằng số mol kết tủa không ạ? Mà anh này là 36 gam. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của kết tủa bằng 36 chia cho 0,15. 36 mà chia cho 0,15 ấy bằng bao nhiêu? 240. 240. 240 thì chỉ có anh CaS2 vào AgNO3 trong NH3 để tạo thành Ca2 C2Ag2 thôi. Chỉ có cháu C2Ag2 mới có điều này thôi. Nhưng đáp án đúng chúng ta là đáp án B ạ. B chặt ạ. Cái này nhỏ nhoi này mà không biết được thì chịu. Chịu. Nhờ. 39 nhá. 939 không ạ? Mạnh mẽ lên xem nào, 39 nào. Khủng bố nào, 39 nào. Xem nào bao nhiêu cháu chỉ muốn chiến câu 39 à. Chấm cái chúng mình xem nào. Hỗn hợp khí X 39 một câu khá là hay luôn nhé. C2H6 này. C3H6 này. C4H6 này. X đây. Tỷ khối của X so với hydro thì bằng 24. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X. Gam X đốt cháy cộng oxy thì chúng ta thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng BaHa lần. Số mol mà 0,05 nhân 1 bằng 0,05 thì thu được kết tủa. Xác định được giá trị của kết tủa. Thế vậy bây giờ các cháu nhìn kỹ này. H6, H6, H6. Vậy chúng mình đặt toàn bộ bọn này là gì ạ? Ok, đặt toàn bộ này là CaH6.
nhá. Sẽ 6. Dx so với rho. Dx so với rho bằng 24, vậy suy ra phân tử khối của x bằng 48. Anh này bằng 48. Vậy cho chúng ta sẽ có là 12a cộng 6 bằng 48. Suy ra a bằng bao nhiêu ạ? 48 trừ đi 6 bằng 48 trừ 6 bằng chia 12 bằng 3,5 ạ. Vậy suy ra công thức của cháu này mang đốt cháy là C 3,5H6 cho ngon lành. Vậy chúng ta tìm được số mol luôn là 0,96 chia cho 12 nhân 3,5 cộng 6 bằng 0,02 mol. 0,02. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 0,02 nhân 3,5 bằng 0,07. Số mol CO2 bằng 0,07. Được chưa? Mình chỉ để ý đến CO2 thôi. Vào NaOH hay vào BaOH lần thu được bao nhiêu kết tủa? Mình có OH trừ chia CO2 bằng 0,05 nhân 2 chia cho 0,07 bằng 0,05 nhân 2 chia 0,07 bằng 1,42. Vậy điều này chứng tỏ của chúng mình tồn tại hai thằng muối, một muối BaCO3 kết tủa, một muối BaHCO3 hai lần. Được chưa? Chúng mình đặt cháu này là A, đặt cháu này là B, chúng mình sẽ có hệ phương trình A cộng B bảo toàn bari ạ. A cộng B bằng 0,05. Phương trình thứ hai là bảo toàn nguyên tố carbon ạ. A cộng 2B bằng carbon là 0,07. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được B đúng không? B bằng 0,02 và A bằng 0,03. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng 0,03 nhân 197 bằng 5,91. 5,91, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 5,91. Ok. Ngon lành cành đào không ạ? Bót của tối nay ạ. Bót của tối nay đây. Bao nhiêu cháu muốn cân bót của tối nay nào? Thử xem làm được đúng bót của tối nay không? Hãy comment đáp án, bởi vì để chứng tỏ rằng mình là một người khổ. Ok. Thông minh chứ. Bót nhá. Cân bót này. Hàng 40 được trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đun nóng hỗn hợp X gồm metan CH4, ethylene CH4, propin C3H4, vinyl acetylene C4H4 và amon hydro. Xúc tác chỉ xảy ra phản ứng cộng hydro. Thu được đây, nung ạ. Nung trong niken. Nhiệt độ thì thu được 0,2 mol hỗn hợp Y. Chỉ gồm các hydrocarbon đó nhá. Y chỉ gồm các hydrocarbon. Hydrocarbon. Vậy điều này tương đương với là hydro hết. Tỷ khối DI so với hydro bằng 14,5. Vậy tìm được phân tử khối trung bình của Y bằng 29. Biết 0,2 mol Y phản ứng tối đa với brom, 0,1 mol trong dung dịch. Xác định giá trị của A. Xác định giá trị của A. Căng chưa? Căng chưa? Rất căng đấy ạ. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của A, là xác định giá trị của số mol hydro ở bên trong dung dịch. Thế mà đề bài lại chỉ cho ông ta những cái anh này. Thế vậy bây giờ muốn xác định được số mol của hydro trong dung dịch ấy, muốn xác định được số mol của hydro ấy, thì chúng ta có một cái sau ạ, là bảo toàn liên kết pi. Bảo toàn liên kết pi thì chúng ta có số mol của pi, số mol pi trong x, số mol pi trong x thì có phải bằng số mol của hydro phản ứng, và hydro phản ứng thì chính là hydro này hết rồi, bằng số mol của H2 đúng chưa, cộng với lại số mol của brom. Brom biết rồi, 0,1. Muốn tìm số mol hydro, tìm số mol pi trong x nữa là sao? Ok không ạ? Ok không ạ? Đây là câu lấy điểm 10 đấy ạ. Thế mà nhìn nhá, do bảo toàn hydrocarbon thì có phải hydrocarbon trong y bằng hydrocarbon trong x không? Nên cháu này là 0,2 không? Được không ạ? Quá được còn gì nữa. Chúng ta tìm được khối lượng của y không ạ?
Khối lượng của Y bằng 29 nhân 0,2 bằng bao nhiêu ạ? 29 nhân 0,2 bằng 29 nhân 0,2 bằng 5,8 ạ. 5,8. Mặt khác khối lượng của Y này thì chính bằng khối lượng của X. Đúng không ạ? Vậy MX này của chúng ta tổng khối lượng của MX bằng 5,8. Ok. Ok man. Ok man. Hiểu không ạ? Nào. Thế giờ làm tiếp nhá. Giờ làm tiếp nhá. Xem làm được không nhá, nhìn kỹ nhá. Vậy chúng mình đặt đi. Đặt anh này là CN H4. Tại sao lại đặt được là CNH4? Tại vì tất cả đều là H4. Đúng không ạ? Số mol là 0,2. Vậy chúng mình tìm được K hay là số liên kết pi? Số liên kết pi ở bên trong hydrocarbon CNH4 sẽ bằng. Thế số liên kết pi thì bằng gì ạ? Mọi hydrocarbon chúng ta đều là gì ạ? CNH2N cộng 2 trừ 2K. Vậy ở đây mình có trong cái này là 2N cộng 2 trừ 2K bằng 4. 2N cộng 2 trừ 2K bằng 4. Đúng chưa? N bằng N mà. Vậy suy ra K bằng, xem nha. Vậy mình có là 2K thì bằng 2N cộng 2 trừ 4. Suy ra K bằng 1 cộng 1. Đây là 1. Đây là N. Chia cho 2 mà. N trừ 1. K bằng N trừ 1. Vậy số liên pi, liên kết pi chúng ta bằng N trừ 1. Được chưa? Vậy mình thế vào cái bảo toàn liên kết pi này này. Mình thế vào bảo toàn liên kết pi, mình sẽ có hệ phương trình ạ. Hệ phương trình thứ nhất của chúng ta là bảo toàn khối lượng nhá. Hệ phương trình thứ nhất của chúng ta là bảo toàn khối lượng. Ok không ạ? Hệ phương trình thứ nhất của chúng ta là bảo toàn khối lượng. Hoặc không thế này ạ. Làm này cho nhanh đi ạ. Đây ạ. Suy ra Y là anh này cũng là C. Anh này cũng là CN. À nhưng không còn H4 nữa. Rồi. Bảo toàn khối lượng thì mình có này. Bảo toàn khối lượng nhá. 0,2 nhân với 12N cộng 4. Được chưa ạ? Cộng với 2A thì bằng 5,8. Một phương trình. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn liên kết pi. Số pi trong x bằng n trừ 1 nhân 0,2. Được chưa? Thì bằng số mol hydro phản ứng A mol cộng số mol brom 0,1. Ok chưa ạ? Đến đây chúng ta tìm được n và A. Nào các cháu bấm máy tính giúp chúng mình. N bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu ạ? N bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu các cháu? Bấm giúp chúng mình vậy ạ. N bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu ạ? Giờ chỉ còn bấm máy tính nữa thôi ạ. Chả nhẽ lại bắt chúng mình giải cái này. Khổ dân chúng mình quá. N bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu nhỉ? 0,2 nhân 12 bằng 2,4. 2,4. N bằng bao nhiêu ạ? N bằng bao nhiêu ạ? N bằng 2 ạ. Đúng không ạ? N bằng 2. N bằng 2 với A bằng bao nhiêu ạ? A bằng bao nhiêu ạ? A bằng bao nhiêu các cháu? N bằng 2 suy ra bằng bao nhiêu? Thế mà xem nào. N bằng 2. A bằng. Ok. N bằng 2. A bằng bao nhiêu ạ? Đợi mãi chúng nó bấm máy tính, chả nhẽ mình đi bấm. 2,4 n bằng 2, à đây rồi, có rồi, n bằng 2, a bằng 0,1. Ok. Xong. Đáp án đúng đáp án. B bỏ. Các cháu hiểu bài này chưa? Ok, một cái bài này bài vận dụng cao đấy ạ. Vận dụng cao mà chúng mình tủ là có ở trong cái đề thi học kỳ của các cháu. Nên các cháu chú ý nhé. Các cháu thực sự là chú ý vào cái bài này. Ok. Nhá. Ok, một cái buổi học khá là vui vẻ mà chú Vinh dành cho tất cả các cháu 2K3 cùng theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Hãy cố gắng quyết tâm chiến đấu cùng chú Vinh
trong năm tới cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021 ở trước nhé. À, các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chú Minh và click vào nút chuông để có thể được nhận thông báo mỗi lần mà chú Minh livestream. À, cháu nào muốn tìm hiểu về các khoa học của chú Minh thì hoàn toàn inbox chú Minh để được chú Minh tư vấn nhiệt tình nhất, nháy mắt tiết lộ là có những phần quà đặc biệt dành cho tất cả các cháu mà đăng ký học sớm của chú Minh là chỉ có 250k một khóa thôi. Ok ạ. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại vào tối thứ bảy nhá.